Ôi giời, trời nắng quá các bạn ạ. Mình chào tất cả các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và đây là gọi là cái hình hài sơ khai của ngôi nhà dành cho đôi chim yểm của mình đấy các bạn. Không biết là trên con mắt của các bạn thì nó có ra gì không? Thế nhưng mà trên con mắt của mình thì nó chưa ra cái gì cả. Bởi vì nó vẫn còn thiếu một cái đố này. Bên kia một cái đố này. Đấy, còn chọn ngày bắt lóc đấy gì. Mình phải làm ăn phải như thật thì các bạn nhỉ. Đấy, hình hài thì nó là như vậy. Chắc chắn là trên video thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó hơi thấp đúng không? Đây, nếu mà sau này cái mái tôn của mình ấy, tôn của mình là nó sẽ ra cái tầm này các bạn này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, tầm này thì nó sẽ cụp vào mặt mình. Đây, các bạn có thể nhìn thấy nhá. Nếu như mà mình làm thấp như này ấy, thì lập tức là nếu mà khi mà trường hợp mình cho ăn ấy, thì nó cái mái tôn nó sẽ cụp vào mặt mình như này. Đấy, thì chính tỏ là nó vẫn còn thiếu hai cái chân nữa ở đây. Cái chân nó phải cao thế này đấy các bạn. Thế thì cái tầm tôn nó sẽ trên đỉnh đầu mình đấy. Trong dự toán và dự tính là đều có tuân tính hết rồi đấy. Thế nhưng mà thời tiết mà nắng như này thì cũng không thể làm tiếp được các bạn. Cái công việc hàn xì này không phải đơn giản đâu. Không phải là chúng ta cứ phơi nắng là chúng ta làm được đâu. Bởi vì là trời nắng này thì be bịt kín sẽ khó hàn hơn. Nhưng mình sẽ quay một số cái cảnh quay cho các bạn xem để các bạn có thể là bình luận và xem có được không. Nếu như ok thì các bạn cho nhau 1.000 like quả này nhá. 1.000 like là thêm cái nhiều cái động lực để hoàn thiện đẹp cái AV này đấy. Cái nghệ thuật ấy thì không thể là làm trong ngày 1, ngày 2 được. Bởi vì khi làm ấy mình chưa làm cái thể loại này bao giờ. Cho nên mình phải tính toán. Mình đang có một cái dự tính là sẽ làm một cái cửa ở đây này. Trên này là một cái cửa phụ đấy các bạn. Một cái cửa phụ ấy thì mình sẽ làm kín ở cái phần này. Làm kín ở phần này. Để ví dụ như sau này trường hợp xa xôi nữa là nếu mà nó có sinh sản chẳng hạn ấy, thì là cả một cái phần trên này mình cho kín hết ấy, thì là nó sẽ có chỗ ló mặt các bạn. Thì cái chỗ ló mặt thì mình sẽ làm một cái tổ góc này. Thì nếu trong trường hợp mình không muốn chui ở cửa dưới thì mình chỉ cần mở ở đây ra một cái là mình có thể là xem được tổ của nó đúng không? Đấy. Cho nên là mình cũng đang đắn đo và lăn tăn. Cũng cần phải có một cái thời gian để tiến hành. Nó sẽ phải làm nhiều cửa phụ để mình có thăm khám nó. Bởi vì là lắp cam ở trong này thì không đáng. Các bạn công nhận không? Một cái cam đầu tư vào trong này nữa thì rất chi là bất tiện. Chuồng thì đã chật mà vướng thêm một cái cam thì không được. Thì chúng ta phải thiết kế làm sao để có cái chỗ nhìn vào tổ của nó. Mặc dù không nhìn trực tiếp thế nhưng mà vẫn phải có một cái ánh mắt nào để chúng ta chú ý tới cái tổ của nó. Đấy. Còn thì cửa của mình thì chắc chắn là mình sẽ phải làm một cái cửa nó cũng phải tầm thế, cỡ thế này để các bạn thẳng đây xuống này. Rồi sau lại làm một cái cửa phụ, cái cửa nhỏ sẽ bằng bàn tay này thôi. Đấy. Sau đó mở ra mở vào cho cái ăn đúng không? Còn thì cái cửa to này thì thi thoảng còn dọn phân hoặc là có thể mình làm một cái việc gì to lớn hơn một chút xíu. Đấy là trên dự tính. Còn thì bây giờ hình hài nó chỉ là sơ khai như này thôi. Mình cũng chưa quay kỹ được cho các bạn xem. Thế nhưng mà cái cơ bản là cái chỗ để ấy các bạn. Cái chỗ để thì mình sẽ kéo máy quay sang bên này một chút xíu cho các bạn xem nhé. Mình đang tính để ở trong cái khe này này. Cái khe này. Thế nhưng mà cái chiều cao của nó quá cao thì sẽ phải chặt bớt cái cành bưởi này đi. Thì sẽ bất cập. Thì có khả năng là mình sẽ chỉ cái chỗ này dành riêng sau này mình sẽ làm cho một cái tổ của trà màu cũng hình hài như này. Thế nhưng mà nó sẽ thấp hơn, mình sẽ thiết kế thấp hơn để vừa với cây bưởi, không bị chặt cây bưởi mà vẫn có một cái chuồng trà màu đẹp ở chỗ kia. Còn thì cái chuồng yểm này ấy, mình sẽ đưa nó cái chậu hoa này dính ra ngoài này và để nó ở không gian này các bạn ạ. Nó vừa có bóng cây hoa hồng che mát này, nó vừa kín này. Và cái đặc biệt là cái con yểm này nếu mà nuôi nó lâu ấy là nó sẽ lói, mà khách khứa đến nhà nó lói, người nói hay thì không sao, mà nó mà học được cái tục cái bậy mà nó chửi thì thôi rồi, cả trưa là xác định là không có ngủ nghe gì được với nó. Cho nên là mình phải đưa nó dịch ra đây này để nó tránh những cái âm thanh của kiểu người nói mà nó tiếp thu được những cái âm thanh của những con chim ở trong AV này của mình cơ. Ý mình là như vậy. Đấy. Thôi bây giờ thì trời nắng rồi, tạm thời mình chia tay cái gọi là cái nhà dành cho yểm chứ không gọi là cái AV nữa. Cái AV thì nghe nó không tầm cỡ đúng không? Phải gọi là ngôi nhà dành cho yểm đúng không? Bây giờ chúng ta tạm gác lại cái chuyện ngôi nhà dành cho yểm. Bây giờ thì nuôi những con vật rồi, chăm sóc chúng nó rồi. Bây giờ mình cũng muốn thử xem là cân chúng nó xem là trong cái thời gian mình chăm sóc những con vật của mình thì có một vài cái nhân vật chính ở trong cái video hôm nay mình sẽ tiến hành. Mình cân thử xem cái sự phát triển của nó xem sao nhé. Mời các bạn cùng với nhân vật đầu tiên. Đó chính là nhà trai đẹp trai gọi là bông công tử.
Ôi trời ơi, đã lên 1 cân rồi đấy các bạn này. Hôm vừa rồi là được mấy lạng nhỉ? 8 lạng nhỉ? Thế mà hôm nay đã được 1 cân rồi đấy. Ghê chưa? Chính tỏ là cũng lớn phết đấy. À, như mình cũng đã từng nói, nếu ở bông mà lên được 2 lạng thì cũng coi như là cái dòng chó ta này nó lên được 2 cân đấy các bạn ạ. Đấy, mày cứ giờ hồn em ai nó mà thanh niên đẹp trai nha, cứ giờ hồn đấy. Rồi, bây giờ thì thanh niên bông thì đã cân kéo xong. Bây giờ thì mình thử cân một em, đó chính là em Ba Văn Ba. Sao? Mí mồm không được cười, không được cười, không được cười. Bắt vất thế à? Ba Ba này thì là toàn hầu như là vợ mình nuôi là chủ yếu thôi. Vợ mình chủ yếu là cho ăn, thay nước. Nhưng mà Ba Ba này thì mình nghĩ là sẽ khó hơn đấy nhỉ. Ôi em cầm túi chưa? Cầm túi chưa? Đây đây đây, đây túi đây, túi đây. Đây rồi, Ba Ba đây rồi. Mình còn nhớ lần trước là khi mà mình nuôi nó ấy, thì mình cân thì là được 7 lạng. Thế nhưng mà bây giờ thì không biết là có lớn được chừng nào không. Nhưng mà chúng ta cùng hồi hộp chờ đợi xem nào. Ai ai ai. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, ra nó còn được 7 lạng gọi là tươi tươi tí. Thế này xem ra 1 tháng trời nhỉ, gọi là tháng rưỡi rồi. Mới lên được coi như là nửa nạng, thế này thì hỏng rồi. Thế này thì chết đói rồi Ba Ba, Ba Ba. Ôi trời ơi. Chết to rồi, nhìn các bạn nhìn này. Nhìn nó khủng bố không này. Thế này thôi mà có được có 7 lạng thôi á. Vật vã luôn. Quấy. Trông hầm hố như này mà được 7 lạng thôi á. Thế này mà nuôi Ba Ba thì sẽ, mình nghĩ là làm ăn kinh tế nuôi Ba Ba kiểu này thì con thua rồi các bạn ạ. Em ơi, chút vào anh cái. Này phải che đậy vào cho nó mát nước các bạn ạ. Bởi vì cái chỗ này nó vẫn có một chút ánh nắng vào ấy. Thế này thì xem ra nuôi Ba Ba này mà cái kiểu như là không có nước ra nước vào ấy, cái kiểu mình phải thay nước, trực tiếp thay nước này thì mình nghĩ là chắc là có khả năng thì nó sẽ bị chết. Tức là con vật nó cũng có một cái sự cần sự yên tĩnh ấy. Thì nếu mà nuôi ở trong bể như này thì chắc là có lớn nhưng mà sẽ phải mất nhiều thời gian hơn là người ta nuôi ở ngoài ao các bạn. Thì với những cái chú Ba Ba con như này, nhỏ nhỏ như này, tầm 2-3 lạng hoặc 1 lạng này, chắc là mình nghĩ là nếu thử hỏi Quế xem nếu mà Quế có ao như thế có nuôi thì mình tặng cho nuôi xem có lớn được không. Chứ còn nuôi ở trong này nó không lớn, mà thứ nhất là mà nó lại tốn cái diện tích của mình, lại mất công ra đúng không. Không lớn thì thôi, mình có khả năng sẽ giải quyết theo một cách khác là đầu tư vào đây cái avi trà màu, tức là làm cái nhà cho đôi trà màu thì có khi lại vui hơn đấy các bạn. Đấy là theo ý kiến của mình là như vậy. Chứ còn thì chăm sóc con vật thì ai cũng mong muốn là nó có một cái sự phát triển. Như nói về cái sự phát triển của Ba Ba này, cả mình làm ngay không muốn cân đà điểu nữa. Nhưng mà thôi, vẫn cứ phải là cân con đà điểu xem tình hình ra làm sao. Nói về nhân vật đà điểu thì các bạn cũng biết rồi đấy. Khi mua đà điểu thì con của mình là nhỏ hơn con của Hiệp, đà điểu chắc chắn rồi. Không biết là các bạn nào đã xem từng xem video chưa. Nhưng mà sau khi về thì đà điểu của mình thì lại có một cái chút vấn đề. Đó là bạn ấy cái kiểu như là không may chạm chân vào cái thành này, thì bạn ấy sưng chân một chút xíu thì mất khoảng độ vài bữa là ăn uống ít hơn ấy. Thì mình nghĩ là cũng có thể là do cái lý do đó mà cái tốc độ phát triển của mình nó sẽ kém hơn con của Hiệp. Thì bây giờ thì không biết là nó như thế nào, nhưng mà chúng ta cứ tạm thời cân nó xem nó sự phát triển nó tới đâu. Nếu như mà trong cái thời kỳ mà vỡ xương vỡ thịt, tức là gọi là cái sự phát triển của nó ấy, thì là lúc đấy là lớn chóng mặt luôn. Như Quế từng chia sẻ với mình là có những tháng lên tới 8-10 kg cơ. Thì chắc là nghĩ là cái thời điểm đó là bắt đầu nó vào xương vào thịt của nó, thì lúc đấy là nó sẽ phát triển mạnh. Còn thì thức ăn thì mình vẫn cứ chủ yếu là cho ăn rau muống này, rau xuyến chi và trộn thêm một chút cám nữa. Rồi bây giờ thì cân thôi. Đây là gọi là bì, cân bì. Bì của nó thì suýt 2 cân các bạn nhé. Cứ gọi là cân 9. Cứ gọi là cân 9, cân 8 đi. Rồi sau đó chúng ta cứ gọi là cứ vò tròn 2 cân cho là dễ tính. Ui giời ơi, điều to rồi, điều to rồi. Đây, 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 đây. Cô, 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 cô. Rồi, bây giờ để mình xem nhá. Ô, được 5 cân, thế là được 3 cân các bạn. Ê, hắn ta ra ngoài, hắn ta khoái này. Cô, cô, cô. Ê, thế là cân 8. Cân 8 thì gọi là cân 9, cứ gọi là cân 9. Thế là được hơn 3 cân một chút xíu. Thì là lớn hơn.
mua về là được cân 8, mua về chính thức là được cân 8, cân 9 ấy. Thế là cũng lớn rồi đấy. Nào ra đây, ra đây. Nào ra đây và chuồng với lại là điều đại của Hiệp. À, có khi mình cũng phải mang cái con điều đại của Hiệp tiện ra cân xem nó chênh của mình xem bao nhiêu cân nào. Go, 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 go. Úi dồi ôi, điều đại của Hiệp nặng lắm. Điều đại của Hiệp nặng lắm. Bao nhiêu cân rồi? Ôi, xem. Ôi, bình tĩnh rồi. Con này nó sẵn sàng nó nhảy ra đấy. Bao nhiêu? 5 cân, gọi là gần 6 cân. Gần 6 cân. Gần 6 cân và trừ đi 2 cân bì. Ui, chưa chưa. Từ từ bình tĩnh xử xem nào. Nào, vận động viên, nhảy địch. Kính à. Con của Hiệp thì nó to hơn con của mình. Thế là con của Hiệp là hơn của mình tầm 1 cân. Oách, hơn của mình 1 cân rồi. Ghê quá. Thở thôi cũng mệt điều ạ. Anh khiêng được hai đứa, chạy ra chạy vào mà chết mệt quá điều ạ. Con của Hiệp này mình hỏi thì có bao giờ thằng cháu rửa mặt cho đà điểu không? Chưa bao giờ rửa mặt. Nhưng mà các bạn có tin không? Con đà điểu của mình từng rửa mặt cho nó rồi đấy. Bởi vì là cái lông mi của nó cái kiểu nó dính bẩn ấy. Này phải rửa mặt này đấy, lông mi đẹp. Đẹp trai à? Con của Hiệp này. Úi giời ơi. Xấu chưa? Xấu trai chưa? Nhưng nhìn cái đầu nó to hơn này. Nhưng mà chưa biết mưu nào ăn mưu nào. Thực ra là nếu mà để mà nuôi hộ thì mình cũng không có phân biệt gì là con của ai cả. Thế nhưng con của mình thì mình vẫn cứ bổ sung canxi các bạn. Đây là cái vỉ canxi thứ 2 rồi, mình cho uống hết một vỉ rồi. Mỗi một ngày là cho uống một viên đấy các bạn, mỗi một ngày cho uống một viên đấy. Thì cho nên là bây giờ cái xương chân của bạn ấy đã bắt đầu có một chút cốt rồi. Tức là cũng gân cốt, trông nó cũng cảm giác nó cứng rắn rồi, nó không còn siêu vẹo như mấy bữa vừa rồi nữa. Nói chung là đó là cũng là một cái kinh nghiệm của rất nhiều các bạn cũng đã từng đóng góp cho mình. Và cái điều may mắn hơn là nó cũng có duyên với mình nữa. Lúc mua là chính thức là cân 9 ấy. Để mà cân chính xác là cân 9 ấy. Thế bây giờ mà đã được 3 cân 2 tổng rồi thì là nó lên được 3 cân thì nó lên được gọi là hơn 1 cân. Hơn 1 cân nhỉ? Bu mày nhỉ? Cân 9. Mua là cân 9. Bây giờ cân lên được 5 cân. À 5 cân. Ừ đúng rồi. Trừ bì đi. Trừ bì đi là cân 8, trừ bì là cân 8. Thế là cân 2 thì gọi là lên được cân 2. Lên được cân 2 đúng không? Lên được cân 2, con của Hiệp này lúc mua về cũng là 2 cân này. Con của Hiệp mua về là 2 cân, con của Hiệp là 2 cân rưỡi hay sao ấy. Con của Hiệp lúc bây giờ là mua về là 2 cân rưỡi, đúng rồi. Nó bởi vì nó to hơn con của mình mà. Rồi. Tạm biệt hai đứa nhá. Một là điểu đạ, hai là điểu tổ. Ở đây. Thế là mọi cái con vật của mình nó đều có sự phát triển mỗi 33 thôi các bạn. Chắc là cái lý do như vừa nãy mình cũng nói rồi, nó không có cái địa rộng này. Và thứ hai nữa là nó không có cái không gian nó yên tĩnh thoải mái thì nó cũng làm cho cái sự phát triển nó kém hơn. Nhưng mà thôi nó cũng là một cái tích cực đối với chăm sóc những con vật các bạn. Nếu như bạn nào mà nuôi ba mà ở trong bể thì thôi tốt nhất là theo như ý kiến của mình là thôi. Quả là một là phóng sinh, hai là đem nuôi ở chỗ nó rộng rãi thì nó sẽ tốt hơn đấy. Còn thì đà điểu của mình thì giờ nó cũng như những chú trẻ con gà lon thôi các bạn. Nó chưa vào xương vào thịt thì chắc là thời gian nữa là nó cũng phát triển thôi. Nếu như ăn khỏe không bệnh tật gì là ok đâu vào đấy. Còn đây là cái kết quả mà sáng nay mình đi lộp thuế. Hôm nay đi đóng thuế lại đến ngày là lộp thuế rồi các bạn. Anh mình lại cho quả mít này. Và xem video vừa rồi của chú hôm vừa rồi là đấy là cái quả mít mít dai, không phải mít mật. Đúng là nhiều các bạn cũng bảo mình đó là mít dai. Mình cũng có mấy khi được ăn mít mật đâu. Khoảng độ tầm nếu mà cái video vừa rồi ấy, mình ăn mít ấy, thì nó rơi vào tầm khoảng 7-8 năm nay mình mới bắt đầu ăn mít ấy, chứ không phải không đâu. Cứ trời nắng này là nghĩ đến mít là sợ lắm. Mùa đông thì có khả năng thì ai mời thì có khi là làm vài miếng. Thế nhưng mà mùa hè này nghĩ đến chuyện ăn mít thôi là đã thấy hoảng luôn rồi. Cả lắm lúc cũng vui. Có ông anh cho quả mít tươi phết đấy. Đây là giấy tờ của cái ngày hôm nay đi đóng thuế này các bạn. Từ cái phi vụ mà mình bị phạt thuế đến giờ là sợ luôn. Đến ngày cái là phải đi đóng luôn. Rồi. Còn bây giờ thì mình xin phép các bạn là mình kết thúc video để mình dọn dẹp vài thứ này. Và có khả năng ngày mai mình sẽ chia sẻ với các bạn là một số những cái con chim của mình. Nó đợt này mình cũng tính vào cái việc một là
là thả ra các bạn. Có mấy chú chim của mình muốn thả ra thì không biết là ý kiến của các bạn thế nào. Đây, có món gì đây? Ôi à, chanh muối á. Bố xin miếng nhá. À, thử ăn đây nè, thử nhìn xem cái mặt xem món chua này. À đây mít bác cho đây, sau bổ có ăn không? Trời nắng này có ăn mít không? Đúng rồi. Đấy, giờ nhìn thấy bộ mặt ăn chua kìa. Rồi ok, xin chào các bạn, hẹn các bạn ở video ngày mai chúng ta lại gặp nhau. Long Đen luôn chúc các bạn là vui vẻ và thành công trong cuộc sống.